từ ở Sài Gòn đi Vũng Tàu đại gia đình, mà bây giờ là thứ bảy đi chủ nhật về, mà nhưng mà 3 giờ chiều mưa tầm tã, quay là kỷ niệm. Đang đi ở trên cao tốc ở đây Vũng Tàu mấy tiếng mới tới anh? 3 tiếng hả? Đang ở freeway, mưa quá trời mưa, mùa này là mùa mưa mà với vậy đi mưa lớn lắm. Tới trạm thu phí quốc lộ 51 hả? Quốc lộ 51 á, quốc lộ Vũng Tàu đó. Giờ là mình quẹo phải mình đi Long Thành Vũng Tàu. Mưa quá trời, giờ ra đây nắng đó, trời đẹp rồi hết. Vũng Tàu đâu mưa nữa. Chẳng biết mình về đâu, mưa đâu. Biết đón những người khách quý không, bởi giờ đâu mưa. Khách VIP từ đó giờ không đi, giờ đi là không bao giờ mưa được. Khách VIP đi nên mưa. Khách không VIP đi đâu mưa. Khách VIP đi. Khách VIP từ đó không có chơi vậy. Thì văn. Sao vô sạc quá vậy? Phường 2 thành phố. Sạc quá sạc lại không vậy? Khách sạn đó anh nhớ quen quen. Vô cái khu đường Phan Nguyên Chị với mấy cái khu vòng. Nghe mình thuê xe đây á, cái thằng quà nó vui biết sao, nó nói tài xế vừa quẹo cua bên tay trái là đường vô Bà Rịa là trung tâm thương mại lớn, là chỗ đó cậu đứng đó, cậu điện ai ăn gì cứ lấy luôn nha, trước á ăn gì vậy? Qua trạm thu phí rồi, giờ là thẳng tiến đúng không? Đúng rồi, trạm thu phí rồi. Rồi bây giờ là thẳng tiến, lâu lắm mới thấy cảnh này nè, đậu lại dưới đường để mặc áo mưa á. Rồi đâu ngày mai mốt á mi mưa quá lái xe cho mấy chạy nó được liền. Ồ trên xe cho nó chở mấy chiếc xe cổ rồi thấy không, xe gì Honda 50 á ngày xưa đó. Tới trạm thu phí số 3 rồi, tới Bà Rịa là sắp tới Bà Rịa. Vậy định hướng cho nó rồi nhưng mà từ từ nó làm từ từ. Vài chục năm nữa cô Lợi ra đây có khách sạn ở. Trời nắng cả ngày chứ mà buổi chiều nó đúng rồi, sáng giờ nắng quá trời luôn. Nắng cả ngày. Bà bảy là cũng là vừa chia trà mấy ngày làm ca nó chuyện.
Thank you.
gia đình ghé quán nhà này là quán nhà của bà con, bây giờ lên đường, lên đường đi ra ở đây là Bà Rịa Vũng Tàu, bây giờ đi ra ngoài bãi biển chơi, đi hát karaoke. Cả nhà ăn uống nó đủ rồi, bây giờ thì đi hát karaoke. Đây karaoke hầm rượu. Lúc đó thấy là đã mà. Em để quả đó không đi ăn kiểu. Nói sao không có chịu nghỉ. Mà vậy đó sao quá. Không có. Giờ cô đi đâu nhìn cô đẹp. Cô nhìn cô lại luôn cái. Đúng rồi. Chị dạ. Có chỗ ngủ là cô. Nó nghĩ đi chơi cái lo chỗ ngủ. Đi vậy. Đi chơi, ta kiếm chỗ chơi, mình đi kiếm chỗ ngủ. Kiếm chỗ chơi, kiếm chỗ ngủ. Đâu, mà vô, vô đi kiếm hả? Đâu đây nè, mà vô đây nè. Đây là người xe. Đây nè. Cô cần không, con kiếm táo muối luôn cho cô luôn nha. Cô già rồi, cho cô xin, cho cô xin đi Huệ. Không, già thì già. Có hết sức quách rồi. Rồi rồi, mời hai chị vô. Mời hai chị vô. Đây, quay rồi. Rồi, vô. Anh quay em, em quay anh. Gì vậy? Không có anh đâu. Tiếp. Rồi cô trong hát karaoke ở hầm rượu. Ở này quán hầm rượu hả? Ờ, hát là karaoke. À, Thank you.
vì mùa đông đã tới đây. Gần ngày nay cho em ở một nơi xinh xinh, từ đây những đêm trắng thanh này mình không lẽ loi cũng u sầu vì cầu tin á, đó lỡ đó nó chụp tin đó mà tin. Lấy nó có cho. Ê, tôi tin không cái ai đó nhỉ? Thấy rồi.
ngồi cái vô chỗ kia nó sắp để sắp xếp chỗ ngồi cho nó lên chị bắt chắc à, bởi vì lại nói màu đó đẹp là lấy luôn màu đó quen rồi hả? Ủa là xe nó chạy xong hả? Giờ mà xuống là không có tắm không có xe ngoài nó chạy xong hả? Chạy chạy qua trước rồi đi đi đâu rồi giờ mình chạy về mình trả phòng về khách sạn trả phòng thì sẽ hình như xe trước xe màu đen. Ờ, xe nó chạy một chiếc màu đen đó. Xách qua bên đây, xách lại bên cho em rồi. Đó, ngồi về đây con, thoải mái. Chung. À bây giờ đi về lại Sài Gòn rồi ghé đây mua một ít quà làm kỷ niệm. Đây bán đủ thứ hết á. Bánh rồi nói chung là đủ thứ mặt hàng hết á các bạn ha. Hôm nay là cuối tuần nên đông. Đông lắm, rất là đông. Xe tới tấp. Rồi người tấp nập. Tại đây tới đây tính tiền. Chuyến đi từ Sài Gòn ra tới Vũng Tàu, Bà Rịa, Vũng Tàu. Bây giờ là quay trở về lại Sài Gòn. Bye bye mọi người. Kệ bắt tài kìa, bắt tài kìa. Rồi bye bye.
về là mình xóa được nửa tiếng rồi. Xóa được mình xóa được cái trạm đó là mình về xóa được nửa tiếng rồi. Đưa lại về trước mới đưa nhóm kia cho chỗ bữa hổm vậy phải không? Đưa hổm anh về cầu tẻ còn lên hờ thì anh về cầu lâu lồng tẻ luôn. Lồng tẻ hay là cầu tẻ? Cầu tẻ. Này chỗ chạm vé chặt dữ. Chạm mà sốt vé sao? Cái đường này cũng tẹt á, chặt bằng nào cũng vậy á. Đây đến xa lắm á. Ai cũng à, xa lắm nha. À, chưa qua cái cầu nữa. Chưa qua cầu xa lắm à. Thầy tài xế nhau mà, bây giờ người đã biết được kêu phải biết thôi. Nói rồi, về tới nhà 8 giờ.